Tánh của sắc giới cho đến tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra còn không có sở hữu, vướng là có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành nhĩ giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của nhĩ giới còn không có sở hữu, huống là có nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của thanh giới cho đến tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra còn không có sở hữu, huống là có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành tỷ giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của tỷ giới còn không có sở hữu, huống là có tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của hương giới cho đến tánh của các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra còn không có sở hữu, huống là có hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành thiệt giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của thiệt giới còn không có sở hữu, huống là có thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của vị giới cho đến tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra còn không có sở hữu, huống là có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành thân giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành xúc giới, thân thức giới và thân xúc,
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành thân giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành thân giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của thân giới còn không có sở hữu, huống là có thân giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của xúc giới cho đến tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra còn không có sở hữu, huống là có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành ý giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành ý giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành ý giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của ý giới còn không có sở hữu, huống là có ý giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của pháp giới cho đến tánh của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra còn không có sở hữu, huống là có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành địa giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành địa giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành địa giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của địa giới còn không có sở hữu, huống là có địa giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của thủy hỏa phong không thức giới còn không có sở hữu, huống là có thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành vô minh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành vô minh hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa.
Chẳng hành vô minh hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của vô minh còn không có sở hữu, huống là có vô minh hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của hành cho đến tánh của lão tử sầu than khổ ưu não còn không có sở hữu, huống là có hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành bố thí ba la mật đa, là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của bố thí ba la mật đa còn không có sở hữu, vốn là có bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của tịnh giới cho đến tánh của bát nhã ba la mật đa còn không có sở hữu, vốn là có tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành pháp không nội là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của pháp không nội còn không có sở hữu, huống là có pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của pháp không ngoại cho đến tánh của pháp không không tánh tự tánh còn không có sở hữu, huống là có pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành chân như là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, là hành bát nhã ba la mật đa.
chẳng hành chân như hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành chân như hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành chân như hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của chân như còn không có sở hữu, huống là có chân như hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của pháp giới cho đến tánh của cảnh giới bất tư nghị còn không có sở hữu, huống là có pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành thánh đế khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thánh đế tập diệt đạo là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của thánh đế khổ còn không có sở hữu, huống là có thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của thánh đế tập diệt đạo còn không có sở hữu, huống là có thánh đế tập diệt đạo, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành bốn tịnh lự là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của bốn tịnh lự còn không có sở hữu, huống là có bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của bốn vô lượng bốn định vô sắc còn không có sở hữu, huống là có bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành tám giải thoát là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của tám giải thoát còn không có sở hữu, huống là có tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ còn không có sở hữu,
Huống là có 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành bốn niệm trụ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng hành bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của bốn niệm trụ còn không có sở hữu, huống là có bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo còn không có sở hữu, huống là có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành pháp môn giải thoát không là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của pháp môn giải thoát không còn không có sở hữu, huống là có pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện còn không có sở hữu, huống là có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành 10 địa Bồ Tát là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 10 địa Bồ Tát hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 10 địa Bồ Tát hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 10 địa Bồ Tát hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 10 địa Bồ Tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, tánh của 10 địa Bồ Tát còn không có sở hữu, huống là có 10 địa Bồ Tát, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành 5 loại mắt là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 6 phép thần thông là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 5 loại mắt hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 6 phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 5 loại mắt hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 6 phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 5 loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 6 phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 5 loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 6 phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của 5 loại mắt còn không có sở hữu, huống là có 5 loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của 6 phép thần thông còn không có sở hữu, huống là có 6 phép thần thông, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành 10 lực Phật là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 Pháp Phật bất cộng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng hành 10 lực Phật hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng hành 4 điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng hành 10 lực Phật hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng hành 4 điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng hành 10 lực Phật hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng hành 4 điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng hành 10 lực Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng hành 4 điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của 10 lực Phật còn không có sở hữu, huống là có 10 lực Phật hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của 4 điều không sợ cho đến tánh của 18 Pháp Phật bất cộng còn không có sở hữu, huống là có 4 điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành pháp không quên mất là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh luôn luôn xả là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của pháp không quên mất còn không có sở hữu, huống là có pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của tánh luôn luôn xả còn không có sở hữu, huống là có tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Hết quyển thứ 289.